Đại Bồ Tát lại nghĩ như vậy. Sau khi tôi sẽ thành chánh giác rồi, trong tất cả thế giới trải qua bất khả thuyết kiếp diễn nói chánh pháp, thị hiện thần thông tự tại không thà nghĩ bàn, thân miệng và ý chẳng sinh mệt mỏi, chẳng lìa chánh pháp, do nhờ Phật lực gia trì vì tất cả chúng sinh siêng hành đại nguyện vì đại từ làm đầu vì đại bi rốt giáo vì đạt pháp vô tướng vì trụ lời chân thật vì chứng tất cả pháp đều tịch diệt vì biết tất cả chúng sinh đều bất khả đắc nhưng cũng không trái với các nghiệp đã làm vì đồng một thẻ với chư phật ba đời vì khắp cùng pháp giới hư không giới vì thông đạt các pháp vô tướng vì thành tựu bất sinh bất diệt vì đầy đủ tất cả Phật pháp, dùng đại nguyện lực điều phục chúng sinh làm đại Phật sự, đó là đại phát khởi thứ 10. Phật tử, đó là 10 thứ đại phát khởi của đại Bồ Tát. Nếu các Bồ Tát an trụ pháp này thì sẽ chẳng dứt Bồ Tát hạnh, đầy đủ đại trí vô thượng của Như Lai. Phật tử, đại Bồ Tát có 10 đại sự rốt giáo, những gì là 10 đó là đại sự rốt giáo cung kính cúng dường tất cả Như Lai, đại sự rốt giáo tùy chỗ nghĩ nhớ của chúng sinh đều có thể cứu hộ, đại sự rốt giáo chuyên cầu tất cả Phật pháp, đại sự rốt giáo tích tập tất cả căn lành. Đại sự rốt giáo tư duy tất cả Phật pháp, đại sự rốt giáo đầy đủ tất cả thệ nguyện, đại sự rốt giáo thành tựu tất cả Bồ Tát hạnh, đại sự rốt giáo phụng sự tất cả thiện tri thức, đại sự rốt giáo đi đến tất cả thế giới chỗ của các Như Lai, đại sự rốt giáo lắng nghe giữ gìn chánh pháp của tất cả chư Phật, đó là 10 nếu các Bồ Tát an trụ Pháp này thì sẽ đắc được Đại sự Rốt Giáo Đại Trí Huệ A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, Phật Tử. Đại Bồ Tát có 10 thứ tin bất hoại. Những gì là 10? Đó là tin bất hoại đối với tất cả chư Phật, tin bất hoại đối với tất cả các Pháp, tin bất hoại đối với tất cả Thánh Tăng, tin bất hoại đối với tất cả Bồ Tát, tin bất hoại đối với tất cả thiện tri thức, tin bất hoại đối với tất cả chúng sinh, tin bất hoại đối với tất cả Bồ Tát Đại Nguyện, tin bất hoại đối với tất cả Bồ Tát Hạnh tin bất hoại đối với sự cung kính cúng dường tất cả chư Phật, tin bất hoại đối với Bồ Tát phương tiện khéo léo giáo hóa điều phục tất cả chúng sinh, đó là 10. Nếu các Bồ Tát an trụ pháp này thì sẽ đắc được tin bất hoại đại trí huệ vô thượng của chư Phật Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 thứ được thọ ký. Những gì là 10? Đó là bên trong có sự hiểu biết thâm sâu được thọ ký, có thể tùy thuận sinh khởi, Bồ Tát các căn lành được thọ ký, tu hạnh rộng lớn được thọ ký, hiện tiền được thọ ký, chẳng hiện tiền được thọ ký, do tâm mình chứng Bồ Đà được thọ ký, thành tựu nhẫn được thọ ký, giáo hóa điều phục chúng sinh được thọ ký, rốt giáo tất cả kiếp tiếp số được thọ ký, tất cả Bồ Tát hạnh tự tại được thọ ký, đó là 10. Nếu các Bồ Tát an trụ pháp này thì ở chỗ tất cả chư Phật sẽ được thọ ký.